Xin chào mọi người, đối với bà đẻ phụ nữ sau sinh thì chế độ ăn uống sao cho hợp lý để đủ sữa cho con, lại tốt cho sức khỏe của mẹ và nhanh hồi phục ấy, là điều được quan tâm hàng đầu. Vậy nên hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem sau sinh mổ và sau sinh thường thì chúng ta có ăn nấm được không và cần lưu ý gì khi mà chúng ta ăn nhé. Quan trọng nhất là sau sinh bao lâu thì chúng ta có thể ăn được các loại nấm. Chúng ta đều biết các loại nấm thì nó được biết đến là hai dạng này, nấm ăn được và nấm không ăn được, tức là nấm độc. Nấm ăn được thì nó sử dụng rất là rộng rãi để chúng ta làm các thực phẩm và chế biến rất là nhiều món ăn. Và đây là cái thực phẩm có giá trị dinh dưỡng rất là cao, chứa nhiều các loại vitamin và các nguyên tố vi lượng khác như là sắt, kali, pho rất là tốt. Đối với bà đẻ phụ nữ sau sinh thì nấm là cái thực phẩm chúng ta được khuyến khích và chúng ta nên ăn được, hoàn toàn là có thể ăn được nấm và chúng ta nên bổ sung vào bởi vì cái giá trị dinh dưỡng rất là cao của nó, cũng dễ ăn cho các mẹ nữa, rất là tốt cho cái giai đoạn mà chúng ta cả mang thai và sau sinh cho con bú đều tốt. Tuy nhiên trước khi các mẹ chúng ta sử dụng nấm ý, các mẹ chúng ta cần biết rõ ràng về cái nguồn gốc, cái loại nấm mà chúng ta định ăn, định sử dụng nó, để tránh ăn phải những cái loại nấm dại, nấm độc gây nguy hiểm, ngộ độc cho các mẹ. Chúng ta tốt nhất là nên mua những loại nấm mà nó phổ biến và có nguồn gốc rõ ràng, được bày bán tại các siêu thị chẳng hạn, như là nấm kim châm này, nấm rơm, mộc nhĩ hay các loại nấm hương, nấm mỡ, nấm đùi gà, bày bán tại các siêu thị uy tín. Không nên mua tại chợ hay là những hàng quán vỉa hè mà chúng ta không đảm bảo được rõ cái vấn đề về nguồn gốc của nó. Bởi vì hiện nay hàng giả, hàng kém chất lượng rất là nhiều. Các mẹ sau sinh chúng ta nên biết bảo vệ sức khỏe của mình và em bé của mình nữa. Cách chọn mua và sử dụng các loại chấm, các loại nấm chuẩn cho các mẹ chúng ta như sau. Các mẹ chúng ta có thể tham khảo nhé. Chúng ta hãy chọn mua nấm ghi rõ về vấn đề hạn sử dụng và nguồn gốc này, xuất xứ. Chọn mua nấm nó còn tươi và không bị dầm nát. Gốc nấm thì nó không bị tách hay là không bị bỏ ra nữa, nhất là cái nấm mà nó không bị xuất hiện nước nhiều. Khi mua nấm về thì các mẹ chúng ta nên bảo quản lạnh này, sử dụng ngay sau khi mà chúng ta bóc túi, mở túi ra, và chú ý là chúng ta tuyệt đối không ăn nấm sống. Nấm cần được phải nấu chín kỹ này, đảm bảo là nấu chín kỹ để chúng ta không bị những cái vấn đề về ngộ độc hay là những cái vấn đề về sức khỏe tiêu hóa khác của các mẹ chúng ta. Những món ngon từ nấm ý, phù hợp với mẹ sau sinh chúng ta thì chúng ta có thể nấu các món canh này, món cháo, hoặc là chúng ta kho nấm với thịt ý, cũng rất là ngon nhé. Việc các mẹ chúng ta quan tâm nhất ý, là sau khi mà chúng ta đã biết rằng mình có thể ăn được nấm và nó tốt cho mẹ sau sinh, mẹ cho con bú thì bao lâu chúng ta có thể ăn được. Mới sinh xong thì chúng ta ăn ngay được không thì tốt nhất là chúng ta chưa nên ăn ngay sau khi mà chúng ta mới sinh xong. Theo mình thì chúng ta nên để một thời gian để hệ tiêu hóa cũng như là cơ thể các mẹ chúng ta ổn định lại, tốt nhất là 2 đến 3 tuần sau sinh, cả các mẹ sinh thường lẫn sinh mổ nhé. Cứ đợi khoảng 2 đến 3 tuần sau sinh thì chúng ta đã có thể bổ sung nấm vào thực đơn của mình rồi. Ăn nấm đúng cách này, vừa phải 1 đến 2 lần trên một tuần thôi, sẽ giúp các mẹ chúng ta cải thiện sức khỏe rất là nhiều, tăng cường hệ miễn dịch này, phòng những cái bệnh về cảm lạnh, cảm cúm rất là tốt, và tốt cho hệ tim mạch nữa. Đặc biệt là nó sẽ tốt cho nguồn sữa, từ đó em bé chúng ta phát triển tốt hơn và tăng sức đề kháng cho con. Vậy thôi, chúc các mẹ chúng ta có thật nhiều sức khỏe để chăm sóc bé yêu của mình nhé.